Chương 01 Tông môn quá không chịu thua kém, tự động thăng cấp, cầu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Sư phụ, ngươi yên tâm đi thôi. Ta nhất định sẽ đem huyền thiên tông phát dương quan đại, tái hiện huy hoàng. Một khuôn mặt thanh niên tuấn tú, đối một tòa phần mộ nói. Hắn gọi hứa mặt, là cái người xuyên Việt. Thế giới này võ đạo hưng thịnh, cường giả vi tôn, phất phất tay liền có thể phá núi đoạn sông mà kẻ yếu giống như sâu kiến, tùy thời đều có thể lưu lạc làm pháo hôi. Hứa mặt mệnh rất tốt, vừa xuyên qua tới liền trở thành huyền thiên tông trưởng giáo thân truyền đệ tử. Huyền thiên tông đã xuống dốc, chỉ có hắn cùng sư phụ hai người. Hiện tại sư phụ chết rồi. Hắn thuận lý thành chương trở thành thế hệ này huyền thiên tông trưởng giáo, đồng thời cũng là chỉ huy một mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tông môn rách nát không chịu nổi, sơn môn không trọn vẹn, nào có nửa điểm võ đạo tông môn uy phong tràn diện lần này sư phụ ra ngoài vì ta tìm kiếm tiên thảo chuẩn bị nấu luyện bảo đan vì ta cải thiện căn cốt không nghĩ tới đắc tội phiếu miễu cung cường giả bị đánh thành trọng thương chí tử sư phụ ta sẽ cho ngươi báo thù hứa mặt nắm đấm nắm nắm kiên định nỉ non nói hắn xuyên qua đến thế giới này đã qua ba năm hắn đều sớm đem sư phụ trở thành thân nhân bây giờ sư phụ bị giết, hắn há có thể không giận. Thù này, hắn sớm muộn sẽ báo. Hiện tại bày ở hứa mặt trước mặt có hai đại nhiệm vụ. Thứ nhất, đem huyền thiên tông phát dương quan đại. Thứ hai, tìm phiếu miễu cung cho sư phụ báo thù. Thế nhưng là bất luận cái nào nhiệm vụ, đều có thể so với lên trời khó. Huyền thiên tông hiện tại chỉ có hắn một cái chỉ huy một mình, như thế nào tráng đại tông môn. Mà thực lực của hắn, mới vừa vặn bước vào võ đạo ở vào thối thể cảnh cảnh giới võ đạo dựa theo thực lực phân chia từ thấp đến cao theo thứ tự vì một cấp võ giả thối thể cảnh nhị cấp võ giả nạp khí cảnh cấp ba khí hải cảnh cấp bốn siêu phạm cảnh cấp năm tiên thiên cảnh cấp sáu tông sư cảnh cấp bảy kim cương cảnh cấp tám lục địa thần tiên cảnh cấp chín phá hư cảnh trong truyền thuyết tại phá hư cảnh phía trên càng có vương cấp các loại cảnh giới bậc này cường giả thổi một hơi, liền có thể hủy diệt một châu, cường hoành vô song, thần thông phi phạm. Phiếu miễu cung chính là tiếng tâm lừng lẫy đại tông môn, trong tông môn cường giả như mây, càng có khí hại cảnh cường giả tọa trấn. Lấy hứa mặt thối thể cảnh thực lực, muốn tìm phiếu miễu cung báo thù, không thể nghi ngờ người si nói mộng. Chắc hẳn rất nhanh, phiếu miễu cung liền sẽ phái ra cường giả giáng lâm huyền thiên tông, đem huyền thiên tông sang thành bình địa. Hứa mặt có chút nhức đầu mặc dù hắn muốn báo thù, lớn mạnh huyền thiên tông. Nhưng là hắn nhất định phải nhận rõ hiện thực. Bây giờ lấy thực lực của hắn, tại phiếu miễu cung cường giả trong mắt, ngay cả một con con kiến hôi cũng không bằng. Đợi đến phiếu miễu cung cường giả giáng lâm về sau, hắn sẽ bị cường thế chém giết. Ngay cả cặn cũng không còn cái chủng loại kia. Đinh, chúc mừng túc chủ, tông môn không chịu thua kém hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong. Kích hoạt hoàn thành một đạo thanh âm lạnh như băng, tại hứa mặt trong đầu nhớ tới. Nghe được đạo thanh âm này về sau, hứa mặt thần sắc chấn động. Hắn xuyên qua rồng đã thời gian 3 năm, mỗi ngày đều đang chờ đợi hệ thống đến. Hiện tại, hệ thống rốt cuộc đã đến. Đinh, người tông môn cảm nhận được một vùng phế tích, rách nát không chịu nổi tràn cảnh sau cảm thấy 10 phần phẫn nộ, quyết định muốn tranh một hơi, bắt đầu tự động thăng cấp. Người tông môn thu được một tòa chủ phong cùng 108 tòa bên cạnh phong. Người tông môn thu được một ngọn sơn môn. Người tông môn thu được một tòa luyện đan phong. Người tông môn thu được một tòa luyện khí phong. Người tông môn thu được một tòa truyện thừa tháp. Người tông môn thu được một tòa linh thú viên. Người tông môn thu được một tòa linh thảo viên. Liên tiếp hệ thống thanh âm, để hứa mặt lâm vào trong lúc khiếp sợ. Ta sát tông môn không chịu thua kém hệ thống có thể tự động thăng cấp âm âm tự như thiên lôi cuồn cuộn huyền thiên tông bị một mảnh thần diện ngũ thải hà quan bao vây từng tòa rộng lớn kiến trúc từ trên trời giáng xuống rơi đập tại huyền thiên tông bên trong giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới chủ phong thẳng vào vân tiêu tự như cổ thần trong tay một thanh thần binh làm cho người nhìn mà phát khiếp tại chủ phong chung quanh bên cạnh phong luyện đan phong linh thảo viên các loại kiến trúc xen vào nhau tinh tế mà rách nát không chịu nổi sơn môn cũng thay đổi đã thành khí thế bàn bạc bộ dáng phía trên viết lấy ba chữ to huyền thiên tông nếu là có kiếm đạo võ dạ ở đây nhìn thấy huyền thiên tông ba chữ về sau tất nhiên sẽ lâm vào đốn ngộ trạng thái lĩnh ngộ thâm ảo tuyệt luân kiếm ý toàn bộ tông môn đều sớm rực rỡ hẳn lên không có mảy may rách nát dấu hiệu các loại khí thế rộng rãi linh khí cuốn quanh tông môn kiến trúc, từng cái bắt đầu xuất hiện. Mỗi tòa nhà bên trên, đều khắc họa lấy vô số đạo vận, có thể để võ giả lâm vào đốn ngộ, tăng lên cảnh giới. Trong thời gian thật ngắn, nguyên bản linh khí khô kiệt, rách nát không chịu nổi huyền thiên tông, đã biến thành động thiên phúc địa, linh khí nồng đậm. Các loại tông môn kiến trúc cái gì cần có đều có. Tự như cửu thiên chi thượng tiên nhân ở, thậm chí ẩn ẩn có các loại kỳ dị thánh thú, tại huyền thiên tông trên không trung hiển hiện. Phản phất tại vì huyền thiên tông ăn mừng. Không chút nào khoa trương, riêng là luận kiến trúc quy mô, huyền thiên tông đã có thể so với một chút cỡ lớn tông môn. Chật chật, hệ thống chính là ngưu bức. Hứa mặt nhìn thấy cải tạo xong huyền thiên tông, nhìn không được cảm khái nói. Có tông môn không chịu thua kém hệ thống, lớn mạnh huyền thiên tông quả thực là chút lòng thành. Trước chế định một cái nhỏ mục tiêu, diệt phiếu miễu cung. Lúc này, trước mặt hứa mặt, xuất hiện một trương chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy tông môn địa đồ. Phía trên hiển hiện lấy huyền thiên tông bên trong tất cả kiến trúc. Hắn có thể dựa theo ý nghĩ của mình, tại trên địa đồ đối kiến trúc tiến hành cải tạo. Đinh, tông môn kiến trúc tự động thăng cấp hoàn tất. Người tông môn chủ phong, cảm giác được trong tông môn khí vận suy kiệt về sau, chủ động dâng lên một đầu khí vận kim long. Người sơn môn nhìn thấy mình trụi lũi, cảm thấy mười phần ấy nấy, vì tông môn dân lên hồ sơn đại trận cùng bia đá. Người tông môn truyện thừa thác, nhìn thấy mình trưởng giáo tu vi ở vào thối thể cảnh, tay trói gà không chặt về sau, cảm thấy hận sắc bất thành cương, vì ngươi chủ động dân lên phàm linh thánh thể đệ tử mô bản cùng chí tôn bá thể đệ tử mô bản, đồng thời đưa tặng một lần tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh công kích, thái thượng diệu pháp, quan long thuật. Sách mới công bố, cầu đánh giá hoa tươi, khen thưởng cất giữ, cầu hết thảy ủng hộ nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả